Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ về các tín hiệu trong quá trình tích lũy của cổ phiếu và cũng như thị trường chung. Đây là mô hình của một quá trình tích lũy gồm có 5 pha. Thứ nhất là pha A, pha B là đi ngang tích lũy, pha C là có phiên rũ bỏ spin, pha D là cổ phiếu bắt đầu vượt lên cái vùng tích lũy và tích lũy đi ngang, và tiếp tục pha E là pha bắt đầu bước vào giai đoạn 2 tăng giá mạnh. Đây là 5 pha trong một quá trình tích lũy cổ phiếu mà ta xuyên suốt trong quá trình của phương pháp quýt ọt thì chúng ta áp dụng cho hầu như là 80-90% của tất cả các cổ phiếu và cũng như thị trường chung. Đối với thị trường chung thì có thể là không chính xác, nhưng đối với cổ phiếu là hoàn toàn là 80-90% có thể xác suất chính xác cho tất cả các dòng cổ phiếu và các nhóm cổ phiếu. Tiếp theo, các tín hiệu trong quá trình tích lũy. Đây cũng là một mô hình tích lũy của cổ phiếu. Quá trình tích lũy đi ngang của cổ phiếu là vùng, đây là vùng kháng cự trên và đây là vùng hỗ trợ dưới, thì tạo nên vùng TR. Đây chúng ta gọi là vùng TR, là vùng tích lũy. Sau khi cổ phiếu giảm mạnh và đi ngang, tích lũy đi ngang, đây là việc cung và cầu cân bằng. Sau đó tích lũy trong một thời gian có thể là 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, thậm chí là 1 năm, 2 năm, tùy theo cái ý chí của tạo lập. Thời gian tích lũy là chúng ta không thể mà đoán trước được và chúng ta cần phải theo thị trường, theo ý chí của các tổ chức. Những biểu đồ được sử dụng trong phương thức phân tích của quýt ọt. Đây là mục tiêu của phương thức này, là phân tích của quýt ọt là xác định thời điểm trước khi có một đợt tăng giá mạnh hoặc là giảm giá mạnh. Quá trình tích lũy này đi ngang thì báo hiệu cho một quá trình một việc là có thể là tăng giá mạnh hoặc là có thể là giảm giá mạnh. Vùng tích lũy TR là nơi mà chu kỳ biến động giá tăng giảm trước đó kết thúc, và vùng này có thể là sự vùng cân bằng giữa cung và cầu, tức là giữa người bán và người mua. Đây là vùng cân bằng. Lực mua và lực bán là gần như là 50-50, và sự vận động của cổ phiếu là đi ngang. Và trong giai đoạn này thì chúng ta chỉ tham gia là đánh ngắn đối với những nhà đầu tư là có thể là để theo dõi thị trường, và với một cái tỷ trọng là rất nhỏ để chúng ta quan sát thị trường. Vì trong giai đoạn này thị trường lên tăng giảm là khó, chúng ta khó để có lợi nhuận cao được, thì chúng ta chỉ quan sát và chỉ tham gia một phần nhỏ để cảm nhận thị trường, để thấy được sự biến động của thị trường. Cũng như trong giai đoạn hiện nay, thị trường đang hồi phục và có những phiên tăng, phiên giảm đang xen và tạo cái vùng gọi là vùng tích lũy đi ngang. Ở tại đây khi mà lực cầu mạnh vượt cung, mà lực cầu mà lớn vượt cung thì bắt đầu vượt cái vùng tích lũy TR này để tăng giá, và ngược lại trường hợp tích lũy đi ngang và sau đó lực cung vượt lực cầu, có nghĩa là lực bán mạnh hơn lực mua, thì có thể là phá gãy cái vùng tích lũy này giảm tiếp. Đó là hai hướng mà sự vận động của cổ phiếu diễn ra trong thời gian tích lũy, là chúng ta không chắc là có thể tăng hoặc giảm, mà chúng ta hãy dựa vào cung cầu. Nếu mà giảm mà lực bán yếu thì có thể phục hồi và tăng, và ngược lại nó giảm mà lực bán mạnh thì lực mua yếu thì bắt đầu thì sẽ xuất hiện sự giảm mạnh ở đây. Và các dấu hiệu tiếp trong quá trình tích lũy như sau. Trong vùng TR, quá trình này tích lũy hoặc là quá trình phân phối được hình thành sau quá trình này thì sẽ là tích lũy hoặc phân phối, thì chúng ta sẽ dựa vào cung cầu. Quá trình tích lũy hoặc là phân phối là nguyên nhân cho một chu kỳ tăng hoặc là chu kỳ giảm. Sau đó là tức là kết quả của việc tích lũy là có thể là tăng hoặc là giảm. Quá trình này có thể kéo dài, dài ngắn tùy thuộc vào ý chí của tổ chức. Trong vùng TR này, nhà đầu tư chỉ mua bán trong ngắn hạn. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn từng cái điểm PS, SC, AR, những cái điểm như thế này. Về cung cầu, về khối lượng để các bạn có thể có cái nhìn rõ hơn, đi sâu xa, sâu hơn về trong quá trình phân tích.
Và tiếp đến đây là các tín hiệu tích lũy, các biểu đồ để các anh chị có sự mở rộng ra. Tương tự ha. Các tín hiệu trong quá trình tích lũy là thị trường đang trong quá trình suy giảm, liên tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Trong quá trình giảm thì tạo đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây cũng như quá trình giảm này, đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Liên tục có những tin xấu về kinh tế, về vĩ mô, kèm theo là những tin tức về báo chí, những bài đăng, những bài tin về không tốt về kinh tế, về vĩ mô. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu không thể là chịu nổi được về việc thua lỗ tại các mức giá mà các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu hoảng loạn và xu thế là bán ra cổ phiếu của mình đang nắm giữ bằng mọi giá trong giai đoạn như thế này, thì giảm mạnh và tích lũy và giảm tiếp những phiên như vậy thì nhỏ lẻ phải hoảng loạn và bán ra mọi giá. Đây là thời điểm mà tổ chức bắt đầu mua vào thu gom cổ phiếu dần. Khi các nhỏ lẻ mà hoảng loạn bán ra thì các tổ chức bắt đầu thu gom với dòng tiền lớn, thì các tổ chức sẽ thu gom được những cổ phiếu với giá tốt để tích lũy dần, vì dòng vốn của các tổ chức là rất lớn và người ta có sự tham gia mua vào. Sự bán ra hoảng loạn sẽ giúp cho tổ chức mua được với lượng cổ phiếu lớn giá rẻ mà không làm cho cổ phiếu tăng giá lên. Và đây là thời điểm bắt đầu cho một chu kỳ tích lũy của cổ phiếu của tổ chức. Quá trình này gọi là quá trình tích lũy của tổ chức. Khi giảm mạnh thì tổ chức sẽ mua thu gom và tăng lại, và cổ phiếu sẽ tăng lại và tổ chức sẽ giữ giá trong khu vực này. Các tổ chức sẽ thu gom trong cái vùng tích lũy này. Khi mà đủ lượng cổ phiếu đủ lớn rồi và lượng cổ phiếu không còn nằm trong tay nhỏ lẻ nữa, và tổ chức bắt đầu sẽ đánh lên, tăng giá cổ phiếu, đẩy giá cổ phiếu lên để bắt đầu bán ra, nghĩa là mua thấp. Tổ chức mua trong khu vực thấp này và đẩy lên để bán ra cho nhỏ lẻ tiếp. Đó là chu kỳ sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Và khi mà các bạn hiểu được cái quy trình, cái cách vận hành của cổ phiếu của các tổ chức, thì chúng ta sẽ mua bán đi tìm theo tổ chức, đi theo dấu chân của dòng tiền thông minh, đi theo các tổ chức, thì việc có được lợi nhuận chúng ta sẽ cao hơn, xác suất sẽ cao hơn. VND là cổ phiếu của ngành chứng khoán cũng vậy. Đây là cổ phiếu chứng khoán có sự phục hồi tốt trong thời gian qua, và khi sau khi chạm cái đường MA 50 này thì cổ phiếu sẽ vào quay đầu giảm. Thường thường tôi để MA 50, MA 20 và MA 50. Khi mà chạm MA 50 thì đó là vùng kháng cự, và sau đó giảm và tích lũy đi ngang trong vùng này. Thì cũng tương tự các cổ phiếu trước, thì cổ phiếu VND cũng có vùng tích lũy trong thời gian là thậm chí là vài tháng hoặc thậm chí là hơn cả một năm, và sau đó tăng trong thời gian vừa rồi. Và đây là vùng phân phối của cổ phiếu, và trước giờ đây đoạn 4 là giảm giá mạnh và sau đó tích lũy lại. Thì cổ phiếu cũng có xu hướng tích lũy trong thời gian tới, rồi sau khi nó vượt cái vùng tích lũy này thì chúng ta thể tham gia mua ở đây. Và trong thời gian này, chúng ta chỉ theo dõi và tham gia một phần để cảm nhận và ăn ngắn ở giai đoạn này. Và khi các bạn hãy nắm được 4 chu kỳ trong quá trình vận động của cổ phiếu và quá trình tích lũy, thì chúng ta sẽ tham gia thị trường, thì chúng ta có được cái xác suất thành công, có được kết quả tốt hơn. Tiếp theo là mẫu hình tạo đáy trong VXA, là thông tin và tâm lý của thị trường. Đây là 4 giai đoạn của VXA về quá trình vận động của cổ phiếu. Tôi đã chia sẻ các anh chị ở video trước. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn giảm giá là giai đoạn 4. Thị trường chung trong giai đoạn này là xu hướng rơi tiếp tục tạo đáy, và sau đó là đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Thông tin xấu ra liên tục làm nhà đầu tư nhỏ bị hoảng loạn, bất ổn, bi quan. Nhà đầu tư hoảng loạn và tiếp tục bán cổ phiếu đang nắm giữ bị thua lỗ và hết sức gồng lỗ, đó gọi là không còn khả năng gồng lỗ nữa, buộc phải bán thoát ra khỏi thị trường. Nhà đầu tư là chán nản, có dấu hiệu là bỏ chán nản, bỏ thị trường. Một số nhà đầu tư non
yếu và thấy thua lỗ lớn thì có thể bỏ thị trường. Thậm chí là những môi giới chứng khoán cũng không mặn mà với còn thị trường này. Đó là giai đoạn mà giai đoạn thứ tư là giảm mạnh, chán nản. Các gói hỗ trợ kích cầu của nhà nước, chính phủ được tung ra và thông tin về lãi suất. Các công ty tổ chức bắt đầu thu gom cổ phiếu. Lúc này á, lúc hỗn loạn này bắt đầu tổ chức bắt đầu thu gom lượng cổ phiếu, bắt đầu tích lũy lại cổ phiếu. Khi nhỏ lẻ hỗn loạn thì tổ chức sẽ thu gom. Đó là cách vận động của thị trường. Thứ hai là dấu hiệu của giai đoạn tích lũy thu gom mua vào của tổ chức. Các bạn hãy nhìn trên sơ đồ tích lũy và đây là bốn giai đoạn. Thanh khoản của thị trường thấp và ảm đạm. Giai đoạn này là giao dịch là với cảm giác là buồn ngủ, chán nản. Trong giai đoạn này đi ngang tích lũy này là thanh khoản thấp, tăng giảm đan xen và làm cho cái tâm lý của chúng ta cảm thấy là chán nản, buồn ngủ. Và các tổ chức bắt đầu thu gom dần cổ phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong giai đoạn hỗn loạn bán ra. Đây, hỗn loạn bán ra thì thu gom. Đây là quá trình thu gom, tích lũy đi ngang để thu gom. Đây là chu kỳ bắt đầu cho một giai đoạn 1, đi ngang tích lũy của cổ phiếu, thu gom cổ phiếu của các tổ chức lớn. Đây chính là giai đoạn tích lũy, đây chính là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là giai đoạn này, thu gom. Và đặt sau đây. Và sau này thì đây là những giai đoạn thu gom. Và quá trình này sẽ được lặp lại. Việc thu gom của tổ chức ở giai đoạn này không làm cho cổ phiếu tăng giá mà thường là tích lũy đi ngang. Khi các tổ chức thu gom này thì có thể là tăng lên ở vùng cản gọi là kháng cự này. Và sau đó đè giá xuống và thu gom tiếp. Và khi về vùng hỗ trợ thì bắt đầu thu gom với số lượng lớn thì giá sẽ tăng lại. Và cứ đi ngang và tăng trong cái khu vực này. Đó là cách mà tổ chức gom hàng, gom cổ phiếu mà là không làm cho cổ phiếu tăng giá mạnh mà chỉ đi ngang và gom trong cái khu vực này, trong cái biên độ này. Và trong giai đoạn này chúng ta mua bán không khéo léo thì chúng ta sẽ không có lợi nhuận và thậm chí là bị dính những thua lỗ. Đó là cái mà chúng ta cần phải quan tâm và áp dụng vào cái việc mua bán chúng ta sẽ đang hiệu quả hơn. Tiếp theo là quá trình tạo đáy và tích lũy của cổ phiếu trước khi tăng giá. Đây là quá trình tích lũy cổ phiếu. Tôi đã ghi ra những cái phiên thể hiện những cái phiên như PS là phiên gọi là đỡ giá đầu tiên của tổ chức. Đây là phiên đỡ giá đầu tiên của tổ chức. Và phiên thứ hai là phiên XC là phiên quá bán. Đây là quá bán, tổ chức sẽ đỡ giá và thu gom mạnh ở đây. Và khi thu gom mạnh thì nó hồi AR và test lại, hồi. Việc test lại và hồi này có thể là kéo dài 1 tháng, 2 tháng, là thậm chí là vài tháng. Và các bạn hãy quan sát về vùng khối lượng. Ban đầu khi giảm mạnh thì khối lượng lớn và sau đó những phiên tiếp theo là khối lượng nhỏ dần. Và những phiên hồi và test lại thì khối lượng thấp dần. Và đến một lúc nào đó thì khối lượng gần như là cạn kiệt, là không còn nguồn cung, có nghĩa là không còn lực bán ở đây. Khối lượng thấp là không còn lực bán, nhưng mà giá có thể là ở vùng thấp hơn, có thể là phá cái vùng hỗ trợ này, nhưng không có khối lượng, có nghĩa là không có người bán nữa, thì bắt đầu tổ chức sẽ là nghĩa là đã thu gom hết được lượng cổ phiếu nhỏ lẻ, thì bắt đầu tổ chức sẽ bắt đầu đánh lên, biết tiếp tục tăng cho pha D và pha E. Đặc biệt trong VXA các bạn hãy quan sát và để ý đến khối lượng là yếu tố quan trọng nhất trong VXA. Khi giảm và khối lượng nhỏ có nghĩa là tốt, có nghĩa là không có lực cầu. Khi giảm mà khối lượng thấp có nghĩa là lực bán không có, là lực cung không còn nữa, thì khả năng hồi rất là cao. Và những phiên tăng và khối lượng lớn giảm, khối lượng thấp tăng, khối lượng lớn giảm, khối lượng thấp. Như thế này gọi là lực bán rất là nhỏ so với lực mua. Có nghĩa là cung thấp hơn cầu thì việc cổ phiếu sẽ bước vào giai đoạn tăng. Đó, cho nên chúng ta nhìn vào khối lượng để xác định được cái
cái hành vi của tổ chức. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng cái điểm để chúng ta rõ hơn về quá trình tích lũy của cổ phiếu như thế nào và việc chúng ta mua hay là quan sát ở khu vực này như thế nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào quá trình là phân tích chi tiết và cụ thể như sau. Đầu tiên là quá trình PX, là điểm hỗ trợ đầu tiên. Đây là điểm hỗ trợ đầu tiên. Tôi vẽ mũi tên để các bạn hãy nhìn chú ý hơi đây. Là điểm hỗ trợ đầu tiên của các tổ chức khi một quá trình giảm mạnh, đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn trước, thì sẽ xuất hiện điểm đỡ giá đầu tiên là PX, và sau đó cổ phiếu hồi và sau đó giảm mạnh. Là PX là lực mua lớn bắt đầu xuất hiện ở trong một downtrend giảm giá. Đây là một downtrend giảm giá và PX là điểm đầu tiên xuất hiện. Với khối lượng thật là lớn, chỗ này khối lượng lớn nghe các bạn. Khối lượng lớn và biến động giá lớn, có nghĩa là trong ngày biến động rất là lớn và khối lượng lớn. Tín hiệu cho thấy xu hướng giảm là sẽ sắp kết thúc. Đây là dấu hiệu đầu tiên để ta xác định là việc giảm này có thể là sắp kết thúc. Ở đây là sắp nha các bạn, chứ chưa có thể là giảm thêm một thời gian nữa, thì chúng ta hãy quan sát chỗ này. Và chúng ta hãy để ý là khi mà điểm PX xuất hiện và có sự hồi phục ở đây và sau đó giảm mạnh đến một biên lớn và hoảng loạn bán ra đây, thì đây là xuất hiện cái điểm XC. Thứ hai là tôi nói đến điểm FC. XC là quá bán, là điểm quá bán hoặc là bán tháo. Trong trường hợp ở đây thì tất cả cổ phiếu hình như bán sàn, bán mạnh, và đây là những cái phiên mà các tổ chức bắt đầu thu gom mạnh, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức trong nước, các nguồn dòng tiền lớn, dòng tiền thông minh sẽ nhảy vào tham gia mua cổ phiếu thu gom ở đây. Là sau điểm BX là giá vẫn tiếp tục giảm, sau BX là vẫn giảm, và tại điểm này lực bán là rất mạnh và bán theo kiểu hoảng loạn, nhỏ lẻ bắt đầu thấy giảm mạnh quá thì bán hoảng loạn ở đây, thì tổ chức bắt đầu gom. Thành phần bán là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, lượng bán này được hấp thụ bởi các nhà đầu tư tổ chức, đầu tư lớn, khối lượng lớn, biên độ lớn, giá tạo mức thấp và thấp hơn nhiều so với những phiên trước. Đây tạo mức thấp hơn nhiều so với những phiên trước, thì chúng ta hãy quan sát chỗ này, chúng ta hãy quan sát. Tiếp theo là AR, là điểm tự động hồi lại. Có nghĩa là khi giảm quá mạnh và lực mua lớn của các tổ chức sẽ làm cho cổ phiếu có khả năng hồi lại. Đây là một AR. Thì sau một đợt bắt tháo XC thì lực cung bán ra lại yếu đi nhiều. Và một lượng lực cầu là của tổ chức cũng đã có thể làm cho cổ phiếu tăng lên. Khi đó cổ phiếu tăng thì những người bán ra là phải mua lại. Có nghĩa là khi các tổ chức thu gom mạnh ở đây thì giá tăng mạnh. Tăng mạnh thì các nhỏ lẻ thấy giá tăng mạnh thì bắt đầu mua lại, thậm chí là mua lại. Mua lại thì đến vùng AR thì bắt đầu giảm lại. Giảm lại thì có thu thế. Khi giảm lại thì cảm thấy là thua lỗ thì bán ra. Có nghĩa là chỗ này nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ mua lại cao và bán ra thấp, là sẽ cũng là gây ra việc thua lỗ cho chúng ta. Đỉnh của đợt tăng giá này sẽ là vùng kháng cự TR. Vùng kháng cự TR là vùng nằm ở trên là kháng cự, ở dưới là hỗ trợ. Thường là vùng kháng cự là nó nằm ở cái đỉnh, cái đáy của PX này, và vùng hỗ trợ là điểm XC, thì nó tạo AR nó tương đương với cái đáy của PX trước, thì đó tạo lên những vùng này là vùng tích lũy đi ngang, gọi là TR. Và sau đó cổ phiếu sẽ thể có tính chất là đi ngang cái vùng này gọi là vùng tích lũy. Và tiếp theo là điểm XT. Điểm XT là điểm test kiểm tra lại, gọi là test cung, kiểm tra lại. Sau khi mà hồi phục thì tổ chức sẽ bán ra hoặc là kiểm tra lại, là cho cổ phiếu để xem lượng cổ phiếu còn ở đây nhiều không, các nhỏ lẻ có nhiều không, và sau đó hồi lại. Thì sau điểm AR là giá cổ phiếu không tăng mạnh
mà là giảm xuống mức là quá bán SC. Quá trình này cho thấy là trạng thái giá là thấp hơn ở vùng SC. Nếu lượng cung ở vùng này thấp thì nhiều khả năng là đáy sẽ được hình thành và thể hiện bằng việc giao dịch với khối lượng thấp, biên độ biến động là nhẹ nhàng so với trước đó. Ở đây có nghĩa là ở đó này thì bắt đầu là biên độ biến động trong ngày là ngắn lại, không có rộng nữa, và khối lượng ở đây bắt đầu thấp dần so với ở đây. Có thể nhiều điểm test, có thể có nhiều điểm test này khi tổ chức kiểm tra lượng cung cẩn thận và trước khi cổ phiếu tăng giá. Có nghe điểm ST này có thể là nhiều lần. Đây, ST các bạn. Có thể là những điểm ST liên tục ở khu vực này là quá trình kiểm lại lực bán và kiểm lại nguồn cung của tổ chức. Mà khi nguồn cung cạn kiệt rồi thì lúc đó cổ phiếu bắt đầu mới có thể tăng giá được. Mà tại sao một số anh chị các bạn mua cổ phiếu tại vùng này mà nói là cổ phiếu tại sao không tăng giá mà cứ đi ngang hoài? Thì do là tổ chức đang kiểm tra test lại, xem thử cái lực bán còn nhiều không, các nhỏ lẻ còn cổ phiếu nhiều không. Khi mà nhỏ lẻ không còn nữa thì tổ chức mới kéo lên. Và tiếp theo là điểm spin, là điểm bật tăng. Đây là điểm spin các bạn. Đặc điểm của phiên spin là thường xảy ra ở vùng cuối của giai đoạn TR, là vùng tích lũy, thường cuối ở quá trình tích lũy. Và các tổ chức muốn kiểm tra lại lượng cung trước khi là bước vào giai đoạn đẩy giá, tăng giá. Nếu khối lượng ở đây ít, khối lượng ít thì giá sẽ phá vỡ đường hỗ trợ khi khả năng là sẽ có một đợt tăng giá. Khi mà ở biên spin này, phiên giảm mạnh này, giảm cái gãy cái vùng hỗ trợ này mà khối lượng thấp gần như là không còn nhiều, cạn kiệt, không có nguồn cung ở đây thì bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi đáy sau cao hơn đáy trước và vượt cái vùng TR này, có khả năng tăng là rất là cao, xác suất cao, thì ở giai đoạn này chúng ta có thể tham gia một phần. Nếu khối lượng ở đây lớn nhiều khả năng giá sẽ rơi vào một chu kỳ giảm giá mới. Ở đây mà khối lượng lớn hơn những phiên ở trước đây, nghĩa là lực bán còn mạnh thì khả năng là sẽ có giảm tiếp. Cho nên tại sao khu vực này chúng ta không tham gia là như vậy? Có nghĩa là chúng ta không biết được là cổ phiếu nó có thể tăng hoặc là giảm, vì cái việc test này chưa xảy ra và chúng ta chưa có sự xác nhận. Ở đây khối lượng lớn có nghĩa là lực bán còn nhiều thì chắc chắn là tổ chức sẽ cho giảm tiếp, sẽ đạp giá cổ phiếu tiếp để thu gom tiếp. Cho nên chúng ta chờ cái phiên spin này xảy ra như thế nào rồi chúng ta mới có thể là tham gia lại. Đó là cái mà chúng ta cần phải chú tâm, và đây là cái mấu chốt của việc chúng ta mua cổ phiếu. Trong giai đoạn này chúng ta chỉ quan sát, chỉ cảm nhận thị trường, nếu chúng ta tham gia một phần nhỏ để cảm nhận thị trường thôi. Và sau đó cái điểm spin này chúng ta quan sát. Nếu khối lượng mà trung bình thì sẽ có những phiên test tiếp theo. Nếu ở đây mà khối lượng không cao, không lớn mà cũng không thấp, ở mức trung bình thì có những phiên test tiếp theo đây. Test khi nào mà nó cạn kiệt, không còn nguồn cung thì nó sẽ tăng. Mà trường hợp test mà nguồn cung còn lớn, khối lượng lớn ở đây thì nó sẽ tiếp tục giảm. Đó là cách mà chúng ta cần phải quan tâm và cần lưu ý. Việc khối lượng ở trong VIA là rất quan trọng hàng đầu. Khối lượng tăng, giá tăng thì tốt, mà khối lượng tăng mà giá giảm là không tốt, là lực bán mạnh, lúc đó cổ phiếu sẽ giảm thêm. Ngoài ra, phiên spin hay còn là gọi là phiên set out cũng nhằm mục đích để tổ chức kiểm tra lại lượng cung thấp còn tồn tại của nhà đầu tư nhỏ. Mục đích là kiểm tra giá rơi khỏi vùng hỗ trợ, nhanh chóng phục hồi và tăng trở lại ở vùng hỗ trợ, gọi là quá trình bear trap hay là quá trình gọi là gãy trend, gãy hỗ trợ, và nhiều khả năng sẽ bước vào downtrend. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bán ra, tuy nhiên sau đó giá phục hồi trở lại. Có những trường hợp khi tổ chức đánh phiên spin này làm gãy vùng hỗ trợ thì tất cả các nhỏ lẻ hoảng loạn, gãy vùng hỗ trợ trước thì bán ra mạnh ở đầu phiên, và cuối phiên thì tổ chức thể thu gom và cuối phiên kéo ngược lên và vượt lên vùng hỗ trợ này. Đây là
những cái phiên gọi là set out, gọi là làm cho nhỏ lẻ bán hết cổ phiếu và tổ chức thu gom xong, và các phiên sau sẽ kéo lên, và khi đó các nhỏ lẻ sẽ mất hàng, gọi là không gọi là mất hàng, không còn cổ phiếu nữa, và sau đó đẩy giá lên thì cổ phiếu nhỏ lẻ bắt đầu thu nhảy vào mua lại ở giá cao. Đó là cách mà vận hành của các tổ chức mà chúng ta cần phải quan sát. Tại sao ở đây tôi chia sẻ kỹ cho các bạn là đây là cái dấu hiệu mà chúng ta hiểu được cái tính chất, cái vai trò, cái mấu chốt của việc các tổ chức vận dụng, vận hành và việc trong quá trình rũ bỏ để tích lũy cổ phiếu và thu gom như thế nào, và trước khi đẩy giá lên. Như vậy chúng ta đã qua những cái điểm BS, XC, AR, XT và những điểm test đây, và điểm swing là điểm mà mặt tăng sau khi thủng cái vùng hỗ trợ này. Nếu khối lượng ở đây lớn thì có thể là gãy giảm tiếp, và nếu khối lượng ở đây thấp thì lực bán không còn nữa thì sẽ phục hồi và bước vào giai đoạn tăng. Và nếu khối lượng ở đây trung bình, có 3 trường hợp xảy ra, nếu trung bình thì sẽ test lại vài phiên trong giai đoạn này, đi ngang đến khi khối lượng cạn kiệt thì sẽ tăng, và nếu khối lượng ở đây còn lớn nữa thì sẽ tiếp tục giảm. Đây các anh chị hãy nắm cái vấn đề mấu chốt ở đây để mình có thể xác định được cái vị thế của mình, điểm mua bán của mình trong cái pha D và pha E. Trong phiên swing tiếp tục là ta phân loại ra có 3 loại phiên swing. Loại thứ nhất là nếu giá giảm qua mức hỗ trợ với khối lượng tăng mạnh so với những phiên giảm giá trước đó, sau đó giá đóng cửa ở mức thấp nhất hoặc là gần nhất thì đây là tín hiệu để bán, và tín hiệu bán tốt nhất khi giá tăng đến vùng kháng cự và vùng hỗ trợ trước đó mà khối lượng nhỏ. Cái này tôi đã giải thích các bạn hãy ghi chú lại ba cái tình huống này, ba trường hợp này xảy ra. Thứ nhất là bán mạnh sau đó phục hồi là với khối lượng thấp thì khả năng là bán tiếp thì chúng ta sẽ thoát ra. Và hai là nếu giá giảm mạnh qua vùng hỗ trợ với khối lượng tăng nhưng tăng ít hơn ở loại một này, sau đó giá đóng cửa phục hồi lên ít nhất là 1/2 so với biến động trong ngày, và khối lượng trong quá trình phục hồi thường tăng hơn so với giai đoạn trước đó, thì đây là tín hiệu chúng ta có thể mua, là mua một phần thôi các bạn, mua một phần để mình gọi là mua sớm ở đây. Tuy nhiên chỉ có thể là tín hiệu chờ test thành công. Có nghĩa là ở đây bán với khối lượng lớn, bán với khối lượng tăng nhưng sau đó phiên chiều là đóng cửa với giá đóng cửa ở mức cao, và sau đó phục hồi và test lại những cái điểm này thì chúng có thể mua một phần nhỏ để mà gọi là mua sớm ở đây và chờ thị trường phục hồi. Đó là trường hợp thứ hai xảy ra là cuối phiên đóng cửa cao, có nghĩa là lực mua mạnh thì chúng ta sẽ mua test một phần. Thứ ba là giảm giá nhẹ qua vùng hỗ trợ cùng với sự cạn kiệt về khối lượng, biến động nhỏ, đây tín hiệu mua, có nghĩa là giảm mạnh nhưng khối lượng thấp thì lực cầu ở đây mạnh thì đây là đi mua, cũng là đi mua, đi mua cho các bạn, mua một phần nhỏ để gọi là mua test. Các bạn hãy chú ý ba cái tình huống xảy ra ở cái quá trình swing này. Và đây là mẫu hình tạo đáy trong XA, một số mẫu hình các bạn có thể quan sát tương tự, cũng có pha A, B, C, D, E tương tự thì các bạn có thể tham khảo. Và đây cũng là mẫu hình của một cổ phiếu sau khi vận động đi ngang vận động đi ngang, sau đó vượt cái vùng hỗ trợ là TR này, tăng một mạch mạnh rất là lớn, và sau đó tích lũy đi ngang lại, và sau đó lực bán không còn và lực mua mạnh thì đây là phiên vượt cái vùng tích lũy này và tiếp tục tăng, sau đó đi ngang tích lũy lại và vượt tăng. Đây là những cái mẫu hình
Đó. Những cái mẫu hình các bạn hãy quan sát. À, và đây là quá trình vận động của thị trường chung VN-Index theo độ thị tuần. Tôi để độ thị tuần để các anh chị các bạn có cái nhìn rõ hơn về quá trình vận động. Đây là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 phân phối, và đây là giai đoạn 4 giảm giá và đang bước vào giai đoạn tích lũy lại, giai đoạn 1. Thì trong giai đoạn này chúng ta chỉ gọi là tham gia ngắn ở những một phần nhỏ tiền, thì đó đến những vùng kháng cự thì chúng ta bán ra, và đến vùng hỗ trợ chúng ta có thể là mua một phần nhỏ để mà tham gia ngắn ở đây. Thì về hiện tại là đang quá trình tích lũy của cổ phiếu trong cái hình hộp chữ nhật này, thì chúng ta chỉ quan sát và theo dõi thị trường. Nếu mà chúng ta có thể tham gia một phần nhỏ để cảm nhận thị trường, để mình theo dõi thị trường mà thôi. Trong giai đoạn này, khi mà tích lũy đủ, nó có thể là 1-2 tháng, thậm chí là vài tháng ở đây. Sau khi có tổ chức thu gom đủ ở đây, thì khi mà giá tăng vượt cái vùng hỗ trợ này, thì bắt đầu tăng ở giai đoạn 2. Thì ở giai đoạn này chúng ta mua ở những cái khi nó vượt ở đây, và chúng ta sẽ bán ở những vùng trên cao này. Đó là cách mà chúng ta chỉ tham gia ở giai đoạn 2. Và trong giai đoạn này chúng ta chỉ là theo dõi hoặc là tham gia một phần nhỏ để cảm nhận thị trường. Cũng tương tự như hiện giờ, như dòng thép là cơ bản, như cổ phiếu HPG là một dòng cổ phiếu lớn. Thì tương tự các cổ phiếu khác cũng vậy, thường là cũng vận động 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 là phân phối, và giai đoạn 4. Thì hiện tại bây giờ cổ phiếu của HPG cũng vận động đi ngang trong một tích lũy này. Từ giá là 14 đến 20 trong cái vùng tích lũy này. Thì trong giai đoạn này chúng ta chỉ tham gia một phần, có thể ăn ngắn ở đây, và chúng ta phải chờ quá trình tích lũy này. Làm thời gian là 1 đến 2 tháng, thậm chí là 5-7 tháng, khi cổ phiếu các tổ chức đã thu gom đủ. Tích lũy dài hay ngắn thì phụ thuộc vào ý chí của tổ chức, và chúng ta sẽ quan sát khi nó vượt cái vùng tích lũy này, chúng ta sẽ tham gia trở lại. Và cũng tương tự, và khi các bạn hãy nắm được 4 chu kỳ trong quá trình vận động của cổ phiếu và quá trình tích lũy, thì chúng ta sẽ tham gia thị trường, thì chúng ta có được cái xác suất thành công, có được kết quả tốt hơn. Tôi xin kết thúc video đây. Các bạn không quên đăng ký kênh, like, share và chia sẻ những thông tin này đến cho cộng đồng, đến cả những người đầu tư mới, để chúng có thêm những kiến thức để chúng ta có thể áp dụng vào để xây dựng cho mình hệ thống đầu tư phù hợp với cá tính của mỗi người, giúp cho việc đầu tư của chúng ta trở nên tốt hơn, thành công hơn. Bạn thành công, tôi thành công, và tất cả chúng ta đều thành công, có được cái điều chúng ta mong muốn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào.